APEC Việt Nam 2017 qua cảm nhận của nhà báo Việt hải ngoại, phó nhòm KBC hải ngoại. Nhận được lời mời của nhà nước Việt Nam qua Tổng lãnh sự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại San Francisco, tôi có hơi lưỡng lự nên đi hay nên từ chối. Trước đó phong trào quảng bá rầm rộ hội nghị cấp cao Việt Nam APEC 2017 đã rộ lên từ nhiều tháng và cao điểm bùng phát từ sau Tết Nguyên đán năm 2017. Tôi lưỡng lự vì không cảm thấy hứng thú và không phải là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai các tổ chức APEC, nên có lẽ không có gì hấp dẫn ngoài những bài diễn văn tóe lửa của các diễn giả, các lãnh đạo của các quốc gia tham dự. Cho đến khi Ủy ban Người Việt nhắn tin qua tham tán Nguyễn Hoài Nam ngỏ ý mời KBC hải ngoại, tôi lưỡng lự vì Tổng thống Donald Trump khi ấy vẫn chưa có quyết định sẽ đi APEC và hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN. Nếu đi thì ông có thăm các lãnh đạo Việt Nam hay không, hay chỉ là tốn công sức và tiền bạc mất thì giờ. Mà cuối cùng phó nhòm KBC hải ngoại nhận lời tham dự, quyết định đi để thỏa mãn cái óc tò mò xem Việt Nam sẽ tổ chức APEC ra sao. KBC hải ngoại đã nhận được một sự khích lệ lớn khi Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines sẵn sàng yểm trợ cho nhà báo một tấm vé khứ hồi từ Los Angeles về Việt Nam để hoàn thành việc tác nghiệp hội nghị cấp cao APEC 2017. Phó nhòm KBC HN gặp ông Lê Anh Dũng trong một buổi tham dự dạ tiệc kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 20 năm hoạt động của Tổng lãnh sự quán tại San Francisco. Chỉ nói chuyện và dù chưa một lần phỏng vấn, trưởng cũng nên nhắc lại Việt Nam Airlines là một trong những nhà tài trợ lớn cho APEC Việt Nam 2017. Lần thứ nhì gặp lại ông Lê Anh Dũng trong một buổi họp mặt giữa những người lái chim sắt tác chiến trên bầu trời Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam. Buổi hội ngộ của hai kẻ tử thù mang tên Từ Không Chiến Đến Hòa Hợp, From the Dog Fight to Detente. Cũng lần này, KBC hải ngoại gặp Trung tướng Nguyễn Đức Soát là trưởng đoàn Việt Nam và là anh hùng lực lượng võ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy. Anh hùng lực lượng võ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, KBC hải ngoại ngỏ lời xin được bảo trợ vé máy bay và được ông Lê Anh Dũng hoan hỷ đồng ý. Ngẫu nhiên và kỳ thú, KBC hải ngoại bắt đầu công việc móc nối với một số cơ quan báo chí quận cam và thuyết phục cùng đi cho xung tụ. Phóng viên Đoàn Trọng sau một thời gian cân nhắc, cũng như nhà báo Đỗ Dũng và Đỗ Tài Thắng của tờ báo Người Việt cũng đã quyết định đúng cái ngày sắp hết hạn nộp đơn là 25 tháng 10 năm 2017. Đến Hà Nội ngày 27 tháng 10 năm 2017, KBC hải ngoại còn ngạc nhiên khi biết Jimmy Vũ, tức là phóng viên Vũ Nhân của SBTN, cũng đã được đậu vớt đóng vào một ngoặc kép vì ngày đáo hạn. Chúng tôi nói đạo đậu vớt là đây là tại vì anh Vũ Nhân anh nộp đơn sau cái ngày 25 tháng 10, do sự can thiệp của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, chủ nhiệm của Ủy ban Người Việt, đã tăng số phóng viên quận cam lên 10 người, trong đó có cả phố Bunsa TV và KBC hải ngoại là những cơ quan truyền thông hải ngoại đăng ký ngay từ đầu. Nhưng sự ngạc nhiên nhất có lẽ là quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi lịch trình công du và phó hội của ông đã là một cái lộ trình công du dài nhất của các tổng thống Mỹ khi xuất ngoại. Chuyến đi liên tục từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2017, trải qua các điểm nóng Hawaii, Honolulu, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Lẽ dĩ nhiên điểm nóng là APEC Việt Nam 2017 và kỷ niệm 50 năm thành lập của khối Đông Nam Á. Diễn biến dư luận báo chí còn quan tâm theo dõi hơn khi biết lịch trình có cuộc họp báo vào ngày 10 và ngày 11 tháng 11 liên quan đến TPP, tức là đối tác xuyên Thái Bình Dương. Tôi tâm trạng lúc này rất phấn khởi và tí nữa là phải mang một cái niềm hối tiếc vì đã quyết định sai lầm nếu không tác nghiệp với cái cơ hội ngàn năm một thuở này. Một cuộc hội nghị lịch sử của quần hùng thế giới bởi các nhà lãnh đạo
đa hàng đầu, mà trong đó đã có đến 3 thành viên chủ lực của Liên Hiệp Quốc, Nga, Mỹ, Trung Quốc. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một hội nghị mang tầm vóc quốc tế cấp cao với các lãnh đạo như Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Shinzo Abe, Thủ tướng Justin Trudeau, Tổng thống Rodrigo Duarte và Thủ tướng Lý Hiển Long, vân vân. Nhưng quan trọng hơn nữa là Tổng thống Donald Trump là một trong 4 vị Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Một cuộc giao lưu mang tính ngoại giao và thăm viếng chính thức chưa hề có của Hoa Kỳ đối với bất cứ quốc gia nào nằm trong 10 năm. Trong vòng 10 năm, khối cộng sản Đông Âu sụp đổ sau khi bức tường Berlin đã bị san bằng. Vẫn có rất nhiều quốc gia Đông Âu chưa hề có vinh dự tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ dù là một lần. Và ngược lại, Việt Nam đã có 4 nhân vật hàng đầu tạm gọi là tứ trụ, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đã liên tiếp thăm viếng ngoại giao từ năm 2016 và đặt trọng tâm vào sự phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực, từ mọi ngành nông, công, kỹ nghệ đến sự tổ chức rất quy mô và hoàn hảo của Hội nghị cấp cao Việt Nam APEC 2017. Hậu chấn của Hội nghị cấp cao Việt Nam APEC 2017, khi nói đến thành quả đạt được của Việt Nam, không phải chỉ là đánh giá bằng cái hoạt động ngoại giao bề ngoài, mà còn phải phân tích sâu vào cái nội dung và kết quả của các cuộc đàm phán bên trong mà ít người biết hoặc là lưu ý. Thí dụ như dư luận Tây Phương đã nói đến những cái con rồng của châu Á mới đang vươn mình trỗi dậy, mà Việt Nam đã có một vị trí quan trọng trong nhóm 10 quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời. Rất nhiều lời khen từ 21 thành viên của APEC đã dành cho Việt Nam trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao APEC 2017. Cho đến nay đã gần một tháng chấm dứt, đâu đây vẫn còn những bàn tán sôi nổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đề nghị với Việt Nam mua sắm hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ để khi hội kiến với Chủ tịch Nhà nước Việt Nam với chủ là Trần Đại Quang. Theo tờ viettime.vn, trích lời dẫn của tờ Nanyang Post Singapore ngày 28 tháng 11 cho rằng gần đây có 3 sự kiện lớn trong liên quan đến Việt Nam: hội nghị cấp cao APEC 2017, kỷ niệm tròn 100 năm cách mạng tháng 10 của Nga và tròn 30 năm cải cách kinh tế châu Á. Theo tiêu chuẩn có ý nghĩa vạch thời đại, 3 sự kiện này có cấp độ ngang nhau, nhưng Việt Nam đã gặt hái được những cái thành quả quan trọng sau 30 năm cải cách kinh tế, ai cũng phải công nhận. Một cuộc đổi mới đã được mở cửa từ Đại hội Đảng 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam và cải cách được bắt đầu từ năm 1987. Thành quả cải cách rất nổi bật. 30 năm trước, người Hà Nội còn rất nghèo. Nhưng đến nay, thì theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong những nước đang có phát triển và có triển vọng nhất. Đáng chú ý là Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Việt Nam là một quốc gia đẹp nhất mà ông đã từng thấy trong đời. Đồng thời cho biết, ở Đà Nẵng không ai không đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong cái tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Khi đến Hà Nội, Tổng thống Mỹ đã xác nhận phương châm tiếp tục phát triển quan hệ Mỹ-Việt. Hai bên đã ký kết các thỏa thuận có tổng trị giá lên tới 12 tỷ đô la. Trong đó có thỏa thuận bảo dưỡng động cơ máy bay Pratt và Whitney PW1100JGM trị giá khoảng 1.5 tỷ đô la. Thỏa thuận về dự án kho cảng khí đốt hóa lỏng tự nhiên ở Sơn Mỹ trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la. Nhưng ấn tượng nhất về Tổng thống Donald Trump, ông đã không né tránh khi nói về Đà Nẵng, nơi mà năm 1965,
quân đội Hoa Kỳ với bộ tư lệnh lữ đoàn 3 trực quân lục chiến đã đổ bộ lên bãi biển Mỹ Khê và thành lập bộ chỉ huy tiền phương tại đây, khởi đầu cho một cuộc trực tiếp tham chiếm với quân đội Bắc Việt. Ông nhắc đến những cái mất mát của binh sĩ của hai phía, nhưng không bằng thái độ thù hằn mà bằng một thái độ rất là cao thượng và khoan dung, đầy nhân bản. Nếu không muốn nói, đó là chính là lời xin lỗi khéo léo mà người Mỹ đã sai lầm khi Mỹ muốn Việt Nam hóa cuộc chiến để gặt hái những cái thương đau. Về chuyện bên ngoài lề thì không thể không nói đến cái lực lượng an ninh Việt Nam. Những an ninh Việt Nam túc trực 24/24 và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong suốt thời gian APEC 2017 tiến hành. Phải nói là một sự, ngoài sự tiên đoán của mọi người, làm sao có thể hoàn thành tốt đẹp một hội nghị với 21 phái đoàn và nhân số lên tới trên dưới 10.000 người. Các phi trường Hà Nội, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất đã liên tục bận rộn lịch trình đón tiếp các phái đoàn và nguyên thủ các quốc gia đến dồn dập. Không một đáng tiếc xảy ra, dù đó là một chuyện rất là nhỏ. Trong lúc khí hậu ngặt nghèo bởi ảnh hưởng trận bão số 14, thì kỳ diệu thay, Đà Nẵng nằm giữa Huế bị lụt lớn nhất từ năm 1998 và Hội An lụt trong thành phố lên tới đầu gối, lại không bị tổn thất lớn ngoài sự ướt át bình thường. Nghị hội vẫn diễn ra rất thông suốt và bài bản đã thiết kế. Sự thiệt hại đã được Tổng thống Vladimir Putin đã cứu trợ 5 triệu đô la và Tổng thống Donald Trump 1 triệu đô la cho Hội An và Huế. Thay lời kết, với 42 năm lăn lộn trong cuộc sống tại Hoa Kỳ qua ngành báo chí và hoạt động trong ngành chính thức của nước Mỹ, tôi đánh giá bài diễn văn của Tổng thống là bài diễn văn đối ngoại xuất sắc nhất so với 4 vị Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Việt Nam. Nếu không muốn nói là hay hơn bất kỳ một bài diễn văn nào của bất cứ lãnh đạo nào trong sau đại nghị thế chiến, không ai có thể nói hay hơn nữa. Một khúc quanh mới tại Việt Nam bắt đầu cho một vận hội mới mà tuổi trẻ Việt Nam hãy đón nhận qua lời nguyên Phó Thủ tướng Philip Roessler của Đức, tin tưởng vào tài năng của tuổi trẻ Việt Nam và xin mượn lời Tổng thống Donald Trump để chấm dứt bài viết này, khởi đầu cho một loạt bài phân tích về hội nghị cấp cao APEC 2017. Sinh viên Việt Nam thông minh nhất. Vâng, Tổng thống Donald Trump, sinh viên Việt Nam thông minh nhất và Việt Nam là một nước đẹp nhất trong đời của tôi. Để chấm dứt bài viết này, xin cảm ơn tất cả quý khán giả. Các bạn nào có muốn góp ý cho hai bài viết của nhà báo Nguyễn Phương Hùng thì quý vị giơ tay. Còn ơi, chào anh Trần Hiếu Nghĩa. Vâng, các bạn nào nếu mà muốn góp ý thì xin giơ tay, chúng tôi sẽ mời lên góp ý. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ chấm dứt bài viết. Hai bài viết của nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã được đăng trên báo Quê Hương và được một số báo trong nước đã đăng vào trong dịp Tết. Chính chúc tất cả các bạn những cái một ngày may mắn, nhất là quý vị nào mà đang có những cái thương vụ trong tuần lễ ngày hôm nay ở Việt Nam, bắt đầu là ngày thứ hai, một đầu tuần đầy vui vẻ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả.